xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, đây là một lô 4 bộ ghế cột 10 trên chất liệu gỗ gua đỏ mà Mộc Nam Huy vừa kịp hoàn thiện xong phần mộc. Trong video này em sẽ chi tiết và báo giá cho quý anh chị về 4 bộ ghế này. Và đây là 4 bộ ghế cột 10 có tiêu chuẩn cao, với tiêu chuẩn của hàng chất cây đẹp nhất và sạch nhất, bao gồm 2 mẫu, đó là mẫu đào và mẫu quốc triện. Cả 2 mẫu ghế này đều được làm trong cùng một tiêu chuẩn như nhau, trên tiêu chuẩn của hàng 6 món, bao gồm một băng dài, một bàn và hai ghế đôn và hai chiếc ghế đơn ngồi cùng như nhau, hai mẫu ghế cùng như nhau. Với cái tiêu chuẩn đầu tiên mà Mộc Nam Huy có giới thiệu, đó là tiêu chuẩn về cái chất cây, thì có lật sẵn ra một bộ ghế ở phía bên này. Chất cây trên các cái hàng này được làm giống như là những bộ cột 12, đó là tiêu chuẩn của các cái chất cây đẹp nhất và sạch nhất, bao gồm luôn cả các phần gầm dưới. Tất nhiên thì ở đây chúng ta không thể dùng cái từ là không tì không vết được, nhưng chúng ta dùng cái từ là đẹp nhất và sạch nhất có thể nhá. Đó là các cái phần gầm dưới của các cái sản phẩm này. Vâng, một bộ lật lên để làm mẫu như vậy để cho dễ quý anh chị chúng ta dễ hình dung. Còn về kích thước thì trên hàng cột 10 nó có cái form nó nhỏ hơn một chút so với cột 12. Với chiếc ghế băng có cái chiều dài là 1m85, chiều cao là 1m11 và chiều sâu là 55. Đây là kích thước của bộ ghế quốc triện quý anh chị nhé. Mặt bàn cũng được tinh chỉnh với kích thước phù hợp hơn, với độ rộng là 55, độ dài là 1m16. Ghế đơn được làm với chiều rộng là 77, chiều cao là 1m11 và chiều sâu 55. Đôn thấp được Mộc Nam Huy làm vuông là 36 phân. Có hai mẫu ở đây, bao gồm mẫu quốc triện và mẫu đào. Thì mẫu quốc triện nó có cái độ sâu và chiều cao thấp hơn một chút so với mẫu đào quý chị nhá. Cụ thể thì cái chiều cao nó thấp hơn 2 phân và cái chiều sâu của bộ này tổng thể là 55 phân. Còn trên bộ Minh Quốc đào, độ sâu tổng thể của nó là 61. Hai bộ ghế này nó tuy là bộ quốc đào nó to hơn một chút, nó cao và sâu hơn một chút, nhưng cái góc ngồi của ghế thì lại được cân đối bằng nhau hết, đều có độ sâu là 48 phân, kích thước của lọt lòng ngồi nhá quý chị nhá. Vâng, và hai bộ ghế này nó cũng khác nhau một chút nữa, đó là trên mẫu quốc triện tuy là ít gỗ hơn, nhưng cái tỷ lệ gỗ lựa thì lại lựa trên các cái hàng này trước, có nghĩa là lựa từ trên hàng quốc triện xong quay lại lựa hàng đào. Thế nên thì anh chị có thể thấy là trên hàng quốc triện thì nó cũng có cái độ nó sạch hơn và đẹp hơn hàng quốc đào một chút nhá. Vâng, và về trên bộ quốc triện, xin lỗi quý chị, về quốc đào thì mẫu quốc đào này được Mộc Nam Huy hoàn thiện cũng theo tiêu chuẩn 6 món y chang. Và bộ ghế quốc đào và quốc triện thì cùng có giá như nhau là 39 triệu. Ở video này thì thực sự là Mộc Nam Huy sẽ không chi tiết quá nhiều nữa, tại vì các cái sản phẩm này thì đã quay rất là nhiều lần và tiêu chuẩn của cái hàng này thì quý anh chị khách hàng cũng đã biết quá rõ rồi. Đấy, tiêu chuẩn của cái chất cây đẹp nhất và sạch nhất thì thực sự đến quý anh chị là tại cơ sở của Mộc Nam Huy, đây là các cái sản phẩm mà có thể coi như bán rất là chạy. Thực sự thì có những lúc không có hàng để mà phục vụ được cho quý anh chị khách hàng. Ở video này được quay vào ngày 13 tháng 9 năm 2022, hiện giờ đang là buổi trưa. Giữa trưa nắng thì Mộc Nam Huy cố gắng quay cho quý anh chị xem cái clip này để thực hiện báo cho quý anh chị là các sản phẩm nó đang có sẵn. Còn về chi tiết thì thực sự chắc là quý anh chị cũng thông cảm cho Mộc Nam Huy, bởi vì các cái chi tiết của nó đã quá quen thuộc, và quay trong điều kiện nắng như này thì thực sự là cái chi tiết nó không có được đẹp cho lắm, mong anh chị cũng thông cảm. Về mẫu Minh Quốc đào thì quý anh chị cũng có thể tổng quan ở đây. Minh Quốc đào thì nó khác với quốc triện một chút, đó là nó có các cái chi tiết của các cái đường chân này, rồi các cái chi tiết đục chạm nó sẽ nhiều hơn là trên mẫu quốc triện. Tuy nhiên thì nói về quốc triện thì nó sẽ lại nhẹ nhàng và thanh thoát hơn rất là nhiều. Và như ban đầu clip thì Mộc Nam Huy cũng có nhấn mạnh rồi, là cả hai bộ thì đều được làm với kích thước mặt còn lại đều là 48 phân, đó là kích thước của độ sâu quý anh chị nhé. Cho nên là quý anh chị chúng ta là không phải lo về cái độ sâu này. Trên cột 10 mà chúng ta có kích thước 48 phân độ sâu thì nó đã quá là sâu rồi, ngồi rất là thoải mái. Nói về cột 10, tuy nó là cột 10 nhưng cái form dáng của nó có thể coi như là rất là to, ngồi thì nó không có thua gì bộ 12 đáng là bao nhiêu cả quý anh chị nhé. Đó, cả quốc đào và cả quốc triện như vậy. Quốc đào thì em xin đọc thông số luôn. Ghế đơn cũng là có chiều rộng là 77, chiều cao thì cao hơn bên này, bên này 1m11 thì bên này. Trên mẫu ghế quốc triện thì độ sâu của sản phẩm là 55 phân. Đó, còn tổng thể của bộ ghế Minh Quốc đào thì sản phẩm nó có độ dày là 61 quý chị nhá, độ sâu là 61. Ở đây thì độ sâu chúng ta đo là đo chân,
vì cái chân của mẫu quốc truyện này thì được làm đứng hơn và làm bằng mặt, còn cái chân của mẫu Minh Quốc Đào thì được làm le ra so với mặt, cho nên thì nó sẽ có cái chiều dày hơn. Còn trên thực tế tổng thể của cái mặt, kích thước mặt là đều như nhau. Ở kích thước mặt ở đây Mộc Lam Huy đo cho quý anh chị là 54 phân ở trên mẫu Minh Quốc Đào, và trên mẫu quốc truyện cũng tương tự, đó là 54. Các bản mặt ghế này Mộc Nam Huy cũng quên chưa giới thiệu, đây là tất cả các bản mặt có độ dày liền hoàn toàn là 2/3. Đây là một cái chi tiết cũng khá là dày, 2/3, và có ghép ở phía sau quý anh chị nhé. Tiêu chuẩn của hàng này là như vậy. Chất cây của nó thì đã quá đẹp và sạch rồi. Chi tiết của sản phẩm thì quý anh chị cũng có thể soi qua các cái chi tiết góc cạnh này, các chi tiết tay cột này, đó, các cây đỡ, đó, mộng mẹo keo đinh của nó, quý anh chị nhìn là chúng ta biết ngay. Đó, hàng là tất cả tựa giếc ở đi mộng, rất là cứng cáp, rất là kỹ trên cả hai loại, hai mẫu, cả mẫu quốc đào và cả mẫu quốc truyện. Vâng, và xin được cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip này cùng với cơ sở đồ gỗ Mộc Nam Huy. Những bộ ghế cột 10 này Mộc Nam Huy cũng rất ít khi để đóng lên trên các cái hàng này. Thực sự đến quý anh chị là cột 10 thì nó không có phổ thông như là cột 12, và thực sự cái giá của cột 10 thì có thể coi như là phải cân ở một cái mức giá nó phải là thật là quá hợp lý luôn, chứ không phải là cân đối ở mức giá bình thường nữa. Thế nên thì về các cái hàng cột 10 này nó cũng không có nhiều. Và hiện tại thì bên em có 4 bộ đã có sẵn để phục vụ được cho quý anh chị khách hàng nào. Quý anh chị có nhu cầu xin là cứ ghé tận cơ sở Mộc Nam Huy nhá, tham khảo kiểm tra và ký nhận hàng trước khi sơn. Và em xin nhắc lại một điều nữa là cột 10 thì nó không có nhiều. Mong là anh chị khách hàng nào có nhu cầu nên là anh chị mua sớm, hoặc anh chị có thể đặt hàng trước một thời gian để cho nó chắc chắn về sản phẩm của mình. Giá là 39 triệu, Mộc Nam Huy sơn hoàn thiện hết, tặng kèm kính mặt bàn và miễn phí vận chuyển cho quý anh chị trong phạm vi là 30 cây. Hàng thì được trực tiếp bán tại xưởng của Mộc Nam Huy, có địa chỉ tại ấp Ngũ Phúc, xã Hồ Lai 3, thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, nơi trung tâm làng nghề sản xuất đồ gỗ. Đặc biệt xin nhấn mạnh ở bên đây, bên em không phải là cửa hàng